Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tôi mở một bức tranh đẹp không ạ? Một quả trứng rán. Ok, và để thôi ra mọi người mình sẽ dẫn tất cả mọi người tôi luôn bức tranh nha. Được thôi. Quay rồi edit các thứ thì lúc đấy là gương quay lại. Chúng ta sẽ thấy được đây là cũ. Mình đã bấm quay mất màu. Rồi. Ok. Tiếp nữa. Các bạn để các bạn thấy là cái mắt nó có tác dụng như thế nào. Cái mặt nạ nó có tác dụng như thế nào. Ví dụ như mình chọn ở đây là mình chọn anh không được thôi, mình tô nhiều màu với là đẹp rồi, không cần thiết đẹp lắm. Đẹp vừa thôi, không lại thành siêu phẩm. Thì các bạn thấy nè. Ở đây mình vẫn nên để đó, một cái đen và màu trắng là đẹp rồi. Thì màu đen tiếp theo sửa màu xanh lá. Màu đen là cái màu để lấy đi mặt nạ đó. Thì các bạn sẽ thấy nè, đi quay đi quẩn lại là gì, cái phần đổi màu nó, cái phần đổi màu cho đơn vậy nó nằm ở căn thanh công cụ, đó là Ctrl U hoặc Ctrl M đó. Rồi, chúng ta cũng có thể làm gì? Chúng ta cũng có thể tạo ra cho nó một cái lớp mặt nạ. Ở đây, một ví dụ. Ở đây mình ví dụ nè. Mình tạo ra một lớp mặt nạ thì bằng cách là chúng ta trên cả layer nha. Các bạn nhấn vào cái ký hiệu này cho mình. Add layer mask. Ok nha mọi người. Là mặt nạ mình sẽ bấm vào thì nó sẽ có một cái mặt nạ như thế này. Rồi chúng ta chỉnh màu. Và sau đó chúng ta làm việc. Mặt nạ chỉ xảy ra trong trường hợp đó là chúng ta muốn xóa, chúng ta muốn chỉnh bớt gì đó trên cái layer đó thì chúng ta mới cần tạo mặt nạ thôi. Còn bình thường thì chúng ta cứ chỉnh trực tiếp ở trên nó cũng được. Được thôi. Sao thôi, ví dụ như vậy. Đó là đổi màu này. Cái layer đôi giày màu cũ nó vẫn còn, bởi vì cái background nó vẫn còn đó. Ok, là giờ chúng ta đang chỉnh ở trên, chỉnh màu ở trên cái layer giày thôi, trên layer giày ở trên này thôi, cho nên là cái màu nó đổi là cái màu của layer lớp nằm trên. Chúng ta tắt cái con mắt layer này đi thì chúng ta sẽ thấy được cái layer cũ là layer background nó vẫn còn nhiều màu. Rồi tiếp nữa, các bạn để các bạn thấy là cái mắt nó có tác dụng như thế nào, cái mặt nạ nó có tác dụng như thế nào. Ví dụ như mình chọn ở đây là mình chọn thanh công cụ đó là brush đây đó, thì ở đây mình chụp tải mình cho cái size nó to ra. Thì các bạn thấy nè, ở đây mình nhấn B để chuyển hai cái ô màu bắt đầu này về cái này. Thì màu đen là cái màu sẽ lấy đi, màu đen là cái màu sẽ lấy đi mặt nạ nha. Các bạn phải chọn, các bạn nhớ là phải chọn đúng vào cái mặt nạ của nó, là cái ô màu trắng ở bên phía bên cạnh của cái bắt rau ở bên cạnh cái layer dày này nè, ô màu trắng nhỏ nhỏ nằm bên cạnh này. Các bạn phải chỉ vào nó thì các bạn làm một cái áp dụng. Nếu như các bạn chỉ vào cái ô layer của nó, cái ô layer hình đôi giày của nó đây, giờ cái chuột mình đang để đây thì chúng ta sẽ làm không có tác dụng cả, là nó chỉ là một thanh brush màu đen thôi đó. Khi chúng ta chỉnh vào cái phần mặt nạ thì đang điện thoại sẽ thấy cái chi tiết trong đôi giày. Và cuối cùng là gì? Và cuối cùng chúng ta đổi về màu trắng, chúng ta đổi cái thành thay từ màu trắng thì chúng ta thay từ màu đen lúc nãy thì chúng ta đổi thành màu trắng. Khi chúng ta làm thì nó tác động là gì? Nó sẽ lấy lại tất cả những gì chúng ta đã xóa đi lúc nãy đó. Đó là cái tác dụng của cái lớp mặt nạ chúng ta cần tạo ra. Cái đồ đèn khác trên đề này đau mắt. Rồi, mình nói để các bạn hiểu về cái lớp mặt nạ là như thế nào. Ok nha mọi người, mình có lần mới xem nhé, có thể mình xem nhé. Như vậy là chúng ta đã biết được cách đổi màu cho một layer đó. Ok. Làm sáng cho một layer, thấy không? Ví dụ như ở đây mình không muốn, đây, mình không muốn đổi màu, mình muốn làm sáng thôi. Thì sao? Đây.
Đây là hiện tại cái màu là mặt bụng của nó này. Đây. Đây. Các bạn mình đang chọn 777FF à. Mình cũng chết lại nhá. Adrian lại thì hiện tại đang là màu bụng của nó và mình không muốn tạo mặt nạ, mình xóa cái lớp mặt nạ đi. Mình chỉ được cái lớp mặt nạ màu trắng đây. Mình ok. Đây tên đó. Thì mất. Ở đây mình không muốn đổi màu mà mình muốn sáng nó thôi. Thì ở đây mình sẽ bấm hình trên bờ. Mình nâng sáng nó lên. Thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức cái đường dày nó sẽ sáng lên và nó không ảnh hưởng tới những cái background xung quanh. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta đã tách nó ra thành một layer riêng rồi. Nó có thể thoải mái di chuyển nó. Ok. Các bạn muốn di chuyển một layer thì các bạn sẽ nhấn vào thanh công cụ V hoặc bấm vào cái thanh công cụ trên cùng đây. Các bạn sẽ di chuyển được. Đây. Thế thấy nè, đó, mình thể thoải mái di chuyển luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình tắt nó ra thành một layer riêng rồi. Đó. Từ vậy là chúng ta đã biết cách được, biết được cách đổi màu đúng không nào? Đó, ví dụ như trường hợp ngược lại, mình muốn đổi cái màu bức tường này, mà mình muốn đổi cái màu bức tường này, thì các bạn cũng phải tắt cái đường dây này nè. Xong đâu để làm sao chúng ta để nó trở thành một cái layer riêng và khi chúng ta chỉnh tường, chỉnh cái tường, ok nha, ảnh hưởng đến cái màu của đường dây. Ở đây cụ thể mình sẽ nhấn, các bạn sẽ nhấn Ctrl U. Và trước khi nhấn Ctrl U các bạn nhớ là ok người chỉnh đó là bắt đầu bức tường không bức tường thì nào nó bức tường này nó nằm ở trên cái lớp bắt đầu luôn thì chúng ta phải chọn về lớp bắt đầu. Nếu như các bạn chọn đôi giày thì các bạn sẽ không chỉnh được bức tường bởi vì cái này là chỉ là bắt đầu đôi giày riêng, nó không có sự tồn tại của bức tường cho nên là chúng ta chỉnh không được đó, cho nên là thiết lập bắt đầu như này và chúng ta chỉnh cho thầy biết nhanh nhất thì mới xem nhé. Từ nha, từ nha, đúng rồi. Rồi, sau khi bức tường trở thành màu hồng, mình muốn cái đôi giày này nó màu khác, màu trắng đi để cho nó hợp với cái tông màu hồng. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Những video của mình hay, mọi người like, share được video và giao thông tất cả bạn đã xem video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tôm màu quả bóng nha. Một quả bóng màu tí nhí. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ dẫn mọi người tôm màu quả bóng này nha. Mình sẽ sử dụng màu xanh lá mạ. Ưu tiên dùng xanh lá mạ tô cộng đường viền cho rõ hơn à. Đó. Cảm giác dạo này ít kênh để xét hơn. Tháng quái. Không có mấy kênh bị reset. Ok nha mọi người. Hãy tô cho mình nhé. Ok. Ok nha mọi người, mình hãy tô cho mình nha. Càng nhiều màu càng đẹp nhé. Ok, bóng nhiều màu. Mọi người tô đi ạ.
Ok. Mời tôi đi nào. Thôi xong rồi. Ok nha. Rồi tối được không ạ? Ok. Ok. Mời tôi đi nào. Ok. Rồi tôi đi nào. Mình sẽ hoàn thành bức tranh nhanh nhất có thể cho mọi người xem nha. Ok nha. Chuyện bình thường thôi, giờ hack công khai mà. Kiểu giờ nick nó nhiều quá. Nhưng nó hack công khai mất thì thành khác. Nick nó bán tràn lan rồi thì toàn mua giá rẻ. Ok nha mọi người. Về xem một cuộc tập 4-3 luôn. Ok nha. Mình sẽ làm tấm nhanh nhất để cho mọi người xem nhé. Hết không gian lưu giữ luôn mà. À ừ nhỉ, cái này là lưu động C. Ok nha mọi người. Mọi người đợi mình chút xíu. À. Ok. Bức tranh mình sẽ hoàn thành nha. Cho này thì bao giờ em muốn thử.
Chùa Thu Vi từ đời nào? Ê, em chơi lâu lắm rồi đấy. Em không, em chưa có không ý là hôm nay em chơi từ tháng trước, hôm nay em chơi. Là cái game này nó ra lâu rồi. Cái cả nó có nhiều cái mini game này. Ok nha mọi người. Đi cái vùng lượng để chiêu. Ok nha. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Bye bye.